Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của chuyên mục Tài sản Quảng Trị, khát vọng hòa bình và phát triển tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, trận lũ lịch sử đã đi qua hơn một tuần nay, nhưng người dân Quảng Trị nói chung cũng như người dân thị xã Quảng Trị nói riêng vẫn đang dồn sức để khắc phục những hậu quả do thiên tai để lại. Để giúp người dân sống ổn định cuộc sống, trong thời gian qua, cả cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, các tổ chức cá nhân hảo tâm đã chung tay hỗ trợ người dân địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Trận đại hồng thủy đã đi qua, nhưng người dân tỉnh Quảng Trị nói chung và thị xã Quảng Trị nói riêng chắc hẳn vẫn chưa quên được sự oằn mình phải chống chọi với lũ chồng lũ. Chỉ trong vòng 10 ngày, người dân phải gánh chịu 4 trận lũ liên tiếp với mức độ thiệt hại ngày càng nghiêm trọng hơn. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Quảng Trị, trong đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn thị xã có gần 4.000 hộ dân bị ngập lụt, gây thiệt hại đáng kể tài sản, hoa màu của các hộ dân và gây hư hỏng hơn 2.100m tuyến đường giao thông, 600m tuyến đường giao thông ở An Đôn, Hải Lệ bị sụt lún, vỡ và sạt lở. Hơn 6.500m bờ sông Thạch Hãn ở địa bàn xã Hải Lệ và An Đôn bị sạt lở nghiêm trọng. Một người chết do bị nước lũ cuốn trôi. Bên cạnh đó, nhiều hạng mục công trình, các điểm di tích lịch sử, các trường học, trạm y tế bị hư hỏng nặng. Nhiều nhà đã sạt đến nhà luôn và không thể tiếp tục ở được nữa. Và nếu cứ tiếp tục như thế này thì nó có thể gây nguy hiểm đến cho cái đường Nguyễn Hoàng nữa. Cái con đường mà dân chúng tôi vừa mới được cấp trên đầu tư cho thì chưa hưởng được mấy năm thì có thể nó nguy cơ sạt lở tiếp vô cái đường Nguyễn Hoàng. Mặc dù trong mưa lũ, nhưng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và với phương châm không để người dân bị đói, bị rét, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang thị xã Quảng Trị đã thường xuyên bám, nắm, kiểm tra địa bàn, kịp thời thăm hỏi, động viên và ứng cứu các nhu yếu phẩm kịp thời cho các hộ dân bị ngập lụt. Bên cạnh đó, phát huy có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ nên đã góp phần giảm thiểu đáng kể những thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân. Ngay sau khi nước lũ rút, với phương châm nước rút đến đâu, khắc phục nhanh và có hiệu quả đến đó, Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Trị đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, các phường, xã khẩn trương tập trung chỉ đạo khắc phục các thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trong đó tập trung huy động lực lượng để giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là hỗ trợ các hộ gia đình neo đơn, có người bị thương, thiệt hại về nhà cửa để giúp họ nhanh chóng ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, việc nhanh chóng triển khai công tác khắc phục hậu quả ở các trường học để giúp học sinh sớm được đến trường cũng được các cấp chính quyền, phòng giáo dục đào tạo thị xã và các trường học tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn thị xã Quảng Trị có 13 điểm trường bị ảnh hưởng, có trên 150 phòng học bị ngập nước. Toàn ngành đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ giáo viên, nhân viên và phụ huynh để tổng vệ sinh khuôn viên của nhà trường. Tuy nhiên, do đặc biệt của các trận lũ vừa rồi là lượng bùn về quá nhiều và lực lượng trong ngành là không thể là xử lý được hết lượng bùn đó, cho nên là toàn ngành cũng đã nhờ sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang về lực lượng quân đội nhân dân và công an trên địa bàn với số lượng đóng góp khoảng hơn 100 ngày công để hỗ trợ cho tất cả các đơn vị ở vùng xung yếu khắc phục hậu quả. Và bên cạnh đó thì chúng tôi còn thêm một việc là kêu gọi các tổ chức và cá nhân tài trợ hảo tâm để hỗ trợ cho các em ở vùng xung yếu bị ngập lụt một số sách vở và nhu yếu phẩm cần thiết để các em và gia đình cũng sớm quay lại cuộc sống bình thường và trở lại trường trong thời gian sớm nhất. Tại trường mầm non Thành Cổ, việc dọn dẹp, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau lũ lụt cũng đã được thực hiện khẩn trương. Do trường nằm ở vị trí thấp nên toàn bộ các lớp học của các cháu đều bị ngập trong nước. Bên cạnh đó lại nằm gần chợ Quảng Trị nên ban giám hiệu nhà trường đã chuẩn bị rất kỹ càng công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh để các cháu được trở lại trường lớp an toàn. Là chúng tôi đã tổ chức khử khuẩn tất cả đồ dùng đồ chơi, các cái sàn nhà cũng như các cái khăn mặt, rồi cá uống nước của trẻ bằng cloramibê để đảm bảo cái an toàn vệ sinh khi đón các cháu trở lại trường. Cùng với khẩn trương dọn dẹp vệ sinh môi trường, nhà cửa, đường làng, ngõ xóm sau mưa lũ, thì công tác phòng chống dịch bệnh cho người dân sau mưa lũ cũng được các cấp chính quyền, địa phương quan tâm và chỉ đạo tích cực. Theo đó, ngay sau khi nước lũ rút, Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị chỉ đạo các trạm y tế phường và xã triển khai công tác tiêu độc khử trùng, sát khuẩn, hướng dẫn người dân vệ sinh nguồn nước, đảm bảo hợp vệ sinh để tránh các bệnh truyền nhiễm.
Đến nay, Trung tâm Y tế thị xã đã cấp phát hơn 35 kg chloramin B bột và 1.200 viên chloramin B, 50 kg phèn chua, 50 kg vôi bột cho các trạm y tế phường, xã để tiêu độc khử trùng, sát khuẩn cho các hộ dân. Ngoài ra, Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị còn phân công cán bộ tăng cường về địa bàn để giám sát tình hình dịch bệnh sau lũ và giám sát an toàn thực phẩm trong cộng đồng, góp phần hạn chế dịch bệnh sau lũ lụt gây ra. Bên cạnh đó, để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ, thời gian qua, Công ty Cổ phần Công trình Môi trường Đô thị thị xã Quảng Trị đã huy động nhân lực và bố trí phương tiện để dọn dẹp vệ sinh môi trường, rác thải, bùn lầy, ứ động trên các tuyến đường và các khu dân cư. Ngay sau khi nước rút, thì công ty đã huy động toàn bộ nhân lực và phương tiện, thiết bị sẵn có của công ty, đồng thời cũng huy động thêm một số phương tiện khác của một số đơn vị dân nghiệp ngoài để triển khai khắc phục cái hậu quả mưa lũ, đó là việc thu gom xử lý rác thải và cái thu gom vận chuyển cái bùn thải ở các tuyến đường phố thuộc địa bàn thị xã và trong các khu dân cư. Và đến nay thì cơ bản việc khắc phục cũng đã là đảm bảo, đã góp phần vào cái việc là hạn chế dịch bệnh lây lan sau lũ. Để góp phần giúp nhân dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, công tác cứu trợ cho người dân trong và sau mưa lũ đã được các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức cá nhân triển khai kịp thời. Đến nay, thị xã Quảng Trị đã tiếp nhận và cấp phát các nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá trên 5 tỷ đồng và gần 500 triệu đồng tiền mặt để cứu trợ cho người dân tại các vùng bị ngập lụt. Đó, tôi thấy là có nghĩa là chính quyền rất quan tâm đến là bà con ở trong cái vùng trũng thấp này. Cũng nấu ăn được điện cúp này, nước cúp này, không có chứ hết. Là nhưng cũng như là chính quyền địa phương, còn các đoàn thể là về ủng hộ và cho cơm, và cho cơm, để cho mì cua, để cho nước, mà có ngày hai buổi. Trong cái quá trình hỗ trợ thì chúng tôi phối hợp với Ủy ban Mặt trận và Ủy ban Nhân dân ở phường xã để lập cái danh sách từ cơ sở lên. Và trên cơ sở đó chúng tôi phân các cái nguồn hàng tùy theo cái số lượng ảnh hưởng của các hộ gia đình của các phường xã để hỗ trợ một cách nhanh nhất và đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ và đúng đối tượng. Hiện nay nhiều công trình trụ sở, trường học, trạm y tế, các điểm di tích lịch sử trên địa bàn bị hư hỏng nặng. Nhiều tuyến đường bị hư hỏng, sụt lún và sạt lở. Đặc biệt là việc sạt lở nghiêm trọng dọc bờ sông Thạch Hãn trên địa bàn xã Hải Lệ đã làm ảnh hưởng sập hai quán tạm và nguy cơ ảnh hưởng rất lớn đến các hộ dân theo tuyến sông. Chính vì vậy, chính quyền địa phương đang tích cực chỉ đạo các cơ quan và đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân xã Hải Lệ, phường An Đôn kiểm tra hiện trạng để có kiến nghị với các cấp chính quyền địa phương, các sở ban ngành liên quan sớm có phương án khắc phục, tu sửa nhanh chóng cơ sở hạ tầng, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân. Trong trận lũ lịch sử vừa rồi á, thì thị xã Quảng Trị mà nhất là địa bàn ở tại xã Hải Lề và phường An Đôn là ảnh hưởng rất lớn, làm sạt lở hàng ngàn mét dọc theo bờ sông, cụ thể là ở Hải Lề là gần 5.000 mét, ở An Đôn thì khoảng 1.500 mét, ảnh hưởng đến rất là nhiều hộ dân. Thì tới đây để mà khắc phục cái việc sạt lở này thì Ủy ban nhân thị xã đã có cái tổ chức khảo sát dọc cái tuyến sông, mà đặc biệt là ở Hải Lề và An Đôn, thì để thực hiện được cái này thì phải đề nghị là cấp tỉnh và trung ương hỗ trợ xây dựng kè các cái đoạn sung yếu. Nếu như mà trước mắt chưa thực hiện được toàn tuyến thì các cái đoạn sung yếu để đảm bảo không bị mất đất sản xuất cũng như là ảnh hưởng tới cái đời sống hộ dân. Mỗi khi thiên tai xảy ra, các ủy đảng và chính quyền địa phương phát huy vai trò quan trọng trong đồng hành cùng nhân dân giảm thiểu những thiệt hại về người và tài sản, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Với sự nỗ lực, chung tay vào cuộc kịp thời, khẩn trương của cả hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã Quảng Trị trong đợt mưa lũ vừa qua, đã phần nào đưa các hoạt động sản xuất kinh doanh dần trở lại bình thường, đưa đời sống của nhân dân sớm ổn định trở lại. Chuyên mục thị xã Quảng Trị khát vọng hòa bình và phát triển xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.